Chào so, các bạn trong phần video này thì tiếp tục hướng dẫn chúng ta bài toán thủy phân Baptist Thì đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái phương pháp giải Sau đó thầy sẽ hướng dẫn cụ thể một số bài từ cơ bản đến nâng cao Rồi đầu tiên phương pháp giải thì chúng ta làm gì làm chúng ta phải nắm là thủy phân Baptist nó có hai dạng Thứ nhất là thủy phân hoàn toàn Thủy phân hoàn toàn thì thủy phân hoàn toàn là chia thành các môi trường nha thứ nhất là môi trường axit môi trường axit mà người ta không nói axit gì hết thì chúng ta viết kiểu này chẳng hạn như thầy gọi cái bé tít này là bétit an nghe an thì thủy phân môi trường axit mà không nói hết trơn này lúc này chúng ta cộng là h2o thì điều kiện có thể là enzyme enzyme thì lúc này chúng ta thu được là cái amino acid à, amino acid. thì ở đây chúng ta cân bằng ở đây là n 1 à, tạo thành n cái amino acid quan trọng cái chỗ cân bằng nha rồi cái thứ hai đó là thủy phân trong môi trường môi trường axit môi trường axit mà người ta nói cụ thể là axit hcl thì lúc này chúng ta sẽ là an cộng N trừ một nước. Tại sao N trừ một nước thì hôm trước cái bài trước thầy có hướng dẫn rồi đó. Thì bao nhiêu gạch thì nó sẽ thêm bao nhiêu nước vào. Thì sau khi tạo thành n amino acid nè thì lúc này nó sẽ cộng NHCL nghe. NHCL có nghĩa là thủy phân giai đoạn này nè thằng này cộng như này thì lúc này chúng ta thu được muối. Muối đó là uh, amino acid gắn HCL theo kiểu của thầy ghi đó và cái thứ ba là thủy phân trong môi trường bay à, thủy phân môi trường bay thì lúc này là a n amino acid n lần này à, cái bé tít n lần này cộng n NaH. tí xíu thì cho ví dụ cho chúng ta dễ hiểu nha thì lúc này chúng ta thu được muối amino acid gắn n a vào và nước à, lưu ý các bạn ở đây là N, A, và một nước Thì ở đây chúng ta lưu ý nè trong cân bằng này nè đối với hcl thì lúc này chúng ta trừ thằng lít ra nếu có lít thì sao nếu có lít tại vì thằng lít này nè nó sẽ chứa hai cái nhóm nợ hai vào nè, hai nhóm nợ hai thì nếu có lít thì lúc này chúng ta cân bằng ở đây chúng ta thêm thằng này vô nghe cộng thêm một vô nhớ nghe nếu có lít cộng thêm một vô thì ở đây cân bằng ở đây chúng ta trừ glu ra nếu có glu vào cứ mỗi glu vào thì chúng ta cộng thêm một đây vô cộng thêm một đây vô còn không có glu các bạn như thế này rồi bây giờ thầy lấy ví dụ này cho chúng ta dễ hiểu nè chúng ta có a à, à, ala gly van đi à, ala à, à, gly van chẳng hạn như thủy phân trong môi trường axit người ta không nói gì hết thì lúc này cộng nước ở đây nè một cái liên kết peptide hình thành do bên đây là mắt H và bên đây mắc OH và bên đây mắc H. À, H OH là nước nè. Bên đây cái liên kết với tiếp này cũng vậy. À, mắc OH và H. Đó. Như vậy là tùy thuộc vô số gạch chúng ta sẽ cộng nước vào. nó à, khác là 2. Được chưa? bây như vậy là cái N với tiếp này sẽ là N một nước. Ở đây là chi với là hai nước. Thì lúc này chúng ta sẽ thu được là các alpha amino acid. Chúng ta thu được là ala nè cộng gali nè cộng van nè thực ra khi làm bài tập chúng ta không cần viết cụ thể như này đâu chúng ta viết kiểu như thế này được rồi chẳng hạn như thế này cũng là ala gali van bây giờ thủy phân cụ thể trong môi trường hcl thì lúc này chúng ta cộng nước nè cộng hcl thì đầu tiên cũng mới trang vậy thôi thì lúc này cũng hai nước vào thì thu được cái này nè thì thu được cái này thì lúc này thằng này cộng hcl thì sẽ được Ala-HCl thằng này cộng HCl sẽ được là Gly-HCl thằng này cộng HCl sẽ được là Van hcl đó do đó chúng ta cân bằng ở đây là ba à, thầy thì giải thích chỗ cân bằng đó à, dạng này mình quan trọng chỗ cân bằng nha rồi chẳng hạn như cũng là Ala Gly Van thủy phân trong môi trường NaOH thì lúc này thực, ra đầu tiên nè thằng này cũng cần hai nước nè cần hai nước thì sẽ thu được này này chúng ta coi như thế này đây thì chúng ta sẽ được thu được là alana nè được chưa à, uh, gly na nè và vana nè được chưa thì coi như là amino acid cộng nao tạo thành muối và nước đáng lẽ tạo thành ba nước đó ba nước được chưa? nhưng mà chúng ta mượn bên đây là hai nước ở đây rồi như vậy luôn luôn bên đây là một nước à, vậy cân bằng là ba nào h đó là như thế đây là cách để hướng dẫn chúng ta cái cân bằng để chúng ta nhớ thực ra khi làm bài tập chúng ta không không cần viết phương trình như này nha rồi ở đây thì cái lưu ý để chúng ta làm nè lưu ý đó là bảo toàn khối lượng bảo toàn khối lượng nha thầy đặt đây là phương trình 1 ở đây phương trình 2 và ở đây phương trình 3 thì bảo toàn khối lượng từng phương trình thì chúng ta cứ làm tương tự thôi đối với phương trình 1 thì lúc này chúng ta sẽ được là m petit m petit cộng m nước bằng m của amino acid à tương ứng đối với phương trình 2 thì lúc này chúng ta sẽ được là m petit Để xíu thầy hướng dẫn chúng ta sẽ dễ hiểu hơn nha Vô dạng bài tập nó sẽ dễ hình dung nha Cộng M nước Cộng M HCL Bằng M muối nha à, Muối đây Số 3 Đây cũng với trang à, M Betis Bảo toàn khối lượng là một phương pháp rất dễ nha Nó bảo toàn khối lượng làm gì làm chúng ta phải ghi được cái phương trình ra Cộng M nào bằng m muối cộng m nước rồi <laughs> bây giờ lưu ý chẳng hạn nếu đây có glu chẳng hạn trong đây có glu thì như thế nào nếu trong đây mà có glu chẳng hạn thằng gly nè glu đi thì lúc này căn bằng nào hát ở đây chúng ta cộng thêm một vô Căn bằng đây là số 4 nha nước ở đây căn bằng là số 2 nha đó chẳng hạn trên đây mà có lít vô có lít vô thì lúc này chúng ta thêm hcl vô là một À, này là thành 4 đó là cái lưu ý đó bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm bài tập thực ra mấy phương pháp này trong cái tài liệu thầy có sẵn nha tài liệu thầy có sẵn cái phương pháp giải cho chúng ta hết và đây là cuốn tài liệu của chương 3 nè à, tài liệu chương 3 à, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái dạng bài toán thị thủy phân tiếp tít nè đó chương 3 có đầy đủ tất cả các dạng cho chúng ta hết nha rồi đây là cuốn tài liệu của chương 2 nè và đây là cuốn tài liệu của chương 1 nè à, hiện tại bây giờ thầy làm ba chương thì hướng dẫn tới ba cuốn này thôi đây là cuốn phai đề nha cuốn phai đề đây thì cho coi nè khi em nào muốn nhận tài liệu á thì chúng ta sẽ nhận cái phai đề và phai bài giải phai đề và phai bài giải nha đây là phai đề À, đề của chương 3 78 trang chúng ta in ra được cuốn này nè có nghĩa là chỉ đề thôi không có giải gì hết ha, có tóm tắt lý thuyết có phương pháp giải Nhưng mà không có đáp án nha Đây là pha bài giải nè Bài giải 135 trang Thì chúng ta pha bài giải chúng ta khỏi in nha Có bài giải chi tiết cho chúng ta Vậy là em nào có tinh thần tự học nha Thì chúng ta liên hệ thầy nhận tài liệu Tự học nhận tài liệu Đó Đặc biệt được thầy trợ giúp nha Đặc biệt được thầy trợ giúp Rồi bây giờ thầy hướng dẫn cụ thể Một số câu trong đây cho chúng ta nắm nha Từ cơ bản đến nâng cao nha Thủy phân Bé Tít đây thật ra có phương pháp giải sẵn cho chúng ta rồi thầy sẽ hướng dẫn một số câu cho chúng ta hình dung được cái phương pháp giải như thế nào rồi câu 1 câu 1 thủy phân hoàn toàn 14,6 g glyla trong HCL thu được muối người ta hỏi giá trị muối nhiều thì thì làm hai cách nha cách bình thường cách với phương trình ha thì đây và cách bảo toàn khối lượng nha Gly Ala nè cộng nước à, cộng một nước nha và cộng 2 HCl chúng ta phải thuộc cân bằng này nha và thu được sản phẩm là Gli HCl và Ala HCl đây là chúng ta kiểu làm phương trình nha đây cách một kiểu làm phương trình rồi khi cộng em mà lớn này nè chúng ta lưu ý chúng ta tính số mol nha nhiều em sai chúng ta gặp một gạch chúng ta chừng nước nha, nha. À, vậy chúng ta sẽ được là 14,6 à, 14,6 Chúng ta chia cho Gly 75 Phải thuộc mà lớn này cho dễ làm nha Gly 75 ala à 89 Chúng ta trừ một gạch là một nước ra Trừ 18 Thì chúng ta mon này là 0,1 0,1 Vậy thì qua đây là 0,1 Đây là 0,1 Rồi chúng ta M muối Muối hai này cộng lại Thằng này 0,1 nhân M lớn này là Uh, 75 mươi cộng HCL một trăm mười một thằng này cũng không phất một luôn nhân mà lớn này là 89 cộng ba mươi sẽ bằng là một trăm rồi chúng ta bấm này nhân không phẩy cộng mười uh, một sẽ bằng hai mươi phất không sẽ bấm tao lao rồi Uh, 0,1 nhân uh, 125,5 cộng 0,1 nhân uh, 111 5 bằng 23,7 à, 23,7 thì cách này nó hơi hơi dài dòng tí xíu nha cách hai chúng ta có toàn khối lượng nè cách hai thì đối với bao toàn khối lượng chúng ta đừng ghi phương trình đừng ghi phương trình của này chúng ta cứ ghi A2 giống như nãy ta chỉ nè A2 thì sẽ một một nước và 2 HCl thì thu được muối. Thì chúng ta ghi nhìn nó gọn hơn nha. Rồi chúng ta bảo toàn khối lượng nè. Chúng ta tìm muối. M muối sẽ bằng là MA2, MA2 là 14,6 nước thằng này 0,1. một nước sẽ là 0,1 luôn. 0,1 nhân cho 18. Thằng này 0,1 này sẽ không 2, 0,2 nhân 36,5. Đó, thì chúng ta bảo toàn khối lượng chúng ta ra. 14,6 cộng 0,1 nhân 18 cộng 0,2 nhân 36,5. Đó, bằng 23,7. À, thầy hướng dẫn chi tiết cho một số em nào mà mà, mà học chậm đó thì chúng ta hãy cố gắng ta hiểu nha rồi tương tự thầy sẽ làm tiếp bài số 2 bài số 2 thì phân trong nào hát nè cho m gam HCL tác dụng với NaH, à, ta hỏi số mol H nhiêu? Oh, câu này quá dễ. Số mol H đã phản ứng là 0,2. Ta hỏi cái này là nhiêu? Rồi câu hai này dễ rồi. Vậy là uh, Gly-Ala sẽ cộng là hai NaH. Chúng ta phải nắm cái cân bằng này nè. Mona H 0,2 vậy Na này 0,1. Vậy là khối lượng nó sẽ bằng uh, Gly là 146. Vậy là 0,1 nhân 146 sẽ bằng là 14,6 Câu này dễ nha Câu câu A Rồi Tiếp hướng dẫn câu số 3 Câu 3 có glue nè Có glue hồi nãy thầy có lưu ý rồi đó Thủy phân hoàn toàn Thằng này Trong nào H ta hỏi là gam muối được nhiêu à, Nào H là tính nhanh là 200ml 1 m Vậy nào H là 0,2 mol nha 0,2 mol rồi vậy câu 3 Người ta có là gly Ê, Người ta có Ala Glu Và Van Thì cộng nào h Thì chúng ta lưu ý nha Đáng lẽ là cái này là cái chi bé sẽ cân bằng 3 nao h nhưng không có Glu vô là cân bằng 4 nao h nha, 4 nao h. Và thu được muối. Nha, à, thu được muối. Muối là cái gì? Đáng lẽ chúng ta để muối thôi cũng được đó, nhưng mà thầy phân tích cụ thể cho một số em hiểu sâu hơn tí xíu. Muối sẽ là muối Alana nè muối uh, gluna 2 nè muối uh, vanna nè và nước đáng lẽ là một nước nha nhưng mà có glu vô chúng ta cộng thêm một nó là hai nước đó chúng ta phải nắm như đó vậy là chúng ta muốn làm nhanh á, thì chúng ta làm ở toàn khối lượng nha làm bảo toàn khối lượng nó sẽ nhanh hơn về mon thằng này là không 2 hai à, điền qua đây nó sẽ là không 1 một rồi chúng ta bảo toàn khối lượng thằng này nó sẽ là không 0,05 chia 4 nha rồi bảo toàn khối lượng chúng ta thì ghi biểu thức này M này ta gọi là A3 đây M3 cộng M H bằng M muối cộng M nước người ta hỏi muối nha người ta hỏi muối A3 thì chúng ta tính nè 0,05 nhân mà lớn này là 89 nè Glu là 147 nè Van là 117 nè Trừ 2 nước nha Trừ 2 x 18 Có hai gạch là trừ 2 nước nè Thường thường tính nhà em quên chỗ này quên à. Cộng nam hắc là 0,2 nhân 40 nè Muối đang tìm nè Em mờ đây Nước là 0,1 nhân 18 nè Rồi chúng ta bấm biểu thức này ra Giờ bấm cái trong ngoặt là trước cho nó nhanh nhanh 89 Cộng 147 Cộng 117 trừ 2 nhân 18 rồi nhân cho 0,05 rồi cộng tiếp cho 0,2 nhân 40 rồi sau đó chúng ta trừ cho 1,8 đi rồi sẽ bằng là 22,05 đó m bằng 22,05 chúng ta thường thường chúng ta mấy cái này chúng ta dễ bấm sai lắm nha rồi 22,05 câu A được chưa rồi Chọn một số câu khó hơn tí xíu nha Tương tự với câu này chúng ta làm bình thường nha Chọn câu khó hơn tí xíu Câu 16 đi Ồ nãy thầy quên thầy quên nó thủy phân không hoàn toàn 16 đây là thủy phân không hoàn toàn nè Ở thế này vẫn thủy phân hoàn toàn Nhưng mà cái đoạn hai đoạn nè, Có câu thủy phân không hoàn toàn nữa gọi thì vẫn là thủy phân hoàn toàn nhưng mà người ta cho hai đoạn một đoạn hexa và một đoạn tetra đây hexa hexa peptide à cái đoạn rất là dài nha và tetra peptide thủy phân hoàn toàn này thu được bốn amino acid tại mấy này có tạo ra bốn amino acid thôi trong đó có gly ala và glu đó bốn amino acid này thôi thì chúng ta sẽ thu hoàn toàn bốn amino acid này trong đó có dữ kiện của glycine và alanine à, chúng ta tính mol của glycine alanine Galon 30 chia 75. 30 chia 75. Mol của glycine là 0,4. Ala là 28,48 chúng ta chia cho 89. 28,48 chia 89 thì sẽ bằng 0,32 bài này tương đối cũng dễ nghe nhưng mà nếu chúng ta nắm phương pháp thì nó mới dễ chúng ta làm theo kiểu giống như bảo tồn nguyên tố à. thì gọi này là ít e mon nghe cái này là y e ít mon y e e thì nhìn vô đây chúng ta sẽ thấy nè kiểu như bảo tồn nè à, bảo tồn gly bảo tồn gly thì trong cái hexapatit này nè nó sẽ có hai gly à. vậy là hai ít à. trong uh, này nó cũng có hai gly nè Vậy là cộng 2Y Sau khi thiếu khoa hoàn toàn thì Tổng Glee chúng ta thu được là 0.4 Đây 0.4 và kiểu bố toàn Glee À tiếp tục chúng ta bỏ toàn Ala nữa Bỏ toàn Ala Nhìn vô cái Hexapatite này Ala nó sẽ có 2 Ala Vậy là 2X Nhìn vô cái Tetrapatite này Nó có 1 Ala Vậy là 1Y Bằng ở đây 0.32 Ala tổng nè rồi chúng ta giải hệ này ra Chúng ta được x y Rồi đơn giản thế thôi Tổng hệ 2 2 0 4 2 1 0 32 Sẽ bằng là 0 12 Và 0 08 0 12 0 08 Đề bài người ta kêu tính khối lượng của x Có nghĩa là khối lượng của hỗn hợp này nè được chưa? Vậy khối lượng nè bằng x là thằng uh, x mol là 0.12, 0.12. Thường thường hay hay nhầm chỗ này nè nha, cộng với mà lớn, em mà lớn nó hơi dài nha. Cứ bấm tên thằng thôi. 89 nè. Cộng uh, 75 nè. Cộng 89 nè. Cộng van lần 117 nè. Cộng gly 117. Gly là 75 nè. Cộng van nữa, 117 nè Trừ nước ngay điểm gạch trừ nước 1, 2, 3, 4, 5 5 gạch Là trừ 5 x 18 Đó, cộng Cộng vô thằng Thằng này, Tê Cha nè Y là 0.08 nè 0.08 Rồi, Gly 75 nè Cộng Ala 89 nè Cộng Gly 75 nè cộng glue glue là 147 nè trừ nước 123 gạch trừ 3 nước đó chúng ta bấm cái biểu thức này ra thì chúng ta sẽ được cái đáp số à, cái này mà sai dễ bấm sai lắm nha em mà lớn dễ sai lắm rồi bấm cái trang vậy thôi 0 phút 12 nhân mở ra rồi giờ đây à, 89 cộng 75 cộng 89 cộng 117 cộng 75 cộng 117 trừ 5 nhân 18 đóng ngược lại cộng cho tiếp 0,08 nhân mẫu ga 75 cộng 89 cộng 75 cộng 147 trừ 3 nhân 18 đóng ngược lại bằng nó không ra là cho chúng ta bấm sai thôi 83,2 Nóng tiêu 83 phát 2 có đáp số nha 83 phát 2 câu C Đó là như thế nha Chúng ta làm theo kiểu bảo toàn Đó Rồi thầy sẽ lựa một câu tương tự nữa cho Chúng ta hình dung câu 17 luôn đi Câu 17 Câu 17 là thủy phân trong đây có hoàn toàn và không hoàn toàn nè à, Thủy phân này coi như là không hoàn toàn nha Rồi câu 17 là người ta cho cái đoạn tê cha bát tít à, Tê cha bát tít là 4 nè A la 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 nè thì sau khi thủy phân người ta thu được cái ALA, có nghĩa là người ta cắt thành amino acid luôn. Cái này kiểu như hoàn toàn rồi nè. Rồi sẽ tính mol của cái nha. 28.48, 28.48. Chúng ta chia cho ALA là 89. Cái này thu được hoàn toàn nè. 0,32 nha, 0 32. Tiếp tục người ta thu đoạn được dibetis ALA Ala Thầy tính mol luôn. 32. Chúng ta chia cho 89 nhân 2 chúng ta trừ mực một nước là 0,2 nha cái đoạn đi bế tiếp này 0,2 này tiếp theo người ta thu đoạn chi bế tiết luôn nè, thì chúng ta tính mon nó luôn đây là gọi là thủy phân không hoàn toàn nha là 27,2 27,72 Uh, 89 3 chúng ta trừ cho hai nước nha 2 18 rồi nó không 12 rồi vậy là sau khi thủy phân nè, thầy nói gì chúng ta hình dung nè Nó như thế này Người ta có cái đoạn Ala, Ala, Ala và Ala Sau khi thủy phân thì thu được là Ala không nè, là 0.32 Cái đoạn đi tiếp nè, Ala, Ala nè, là 0.2 Và cái đoạn chi Ala, Ala, Ala là 0.12 đó bây giờ chúng ta làm theo kiểu bảo toàn giống như nãy Nga, bảo toàn ala được chưa vậy thằng này là có bốn ala nè bốn ala vậy là bốn lần mon à, này là ít đi à, ít nha bốn lần mon của ít nè sẽ bằng một lần này là không 32 nè cộng hai lần này có hai la nè 0.2 hai nhân 2 nè cộng ba lần này có ba la nè là 0,12 x 3 nè rồi chúng ta chia được mol x bằng mấy này chia cho 4 0,32 cộng 0,2 x 2 cộng 0,12 x 3 chia 4 bằng 0,25 Đề bài người ta kêu tính khối lượng Khối lượng này nè Nó bằng 0,27 mol À, vậy suy ra khối lượng của nó bằng 027 chúng ta nhân cho bốn cái ala là 89 nhân 4 chúng ta trừ 3 nước rồi xong 89 nhân 4 trừ cho 3 nước là 302 nhân cho 027 81 phết 54 có đáp số này câu C được ra, Thì đây là cái kiểu chúng ta làm theo kiểu bảo toàn ha. Thì chọn một câu nữa nghe. Rồi câu 19, câu này khó hơn nghe. Câu 19. Đây câu 19, câu này hơi khó. Rồi, câu 19 là cái đoạn thằng x này người ta chưa chưa cho nó là cái gì luôn. Thủy khoan thằng x này người ta thu được là à, ala à g ala à a Vậy chúng ta tính số mon a à ala g Thằng này là Em mà lớn 146 Thì nhớ được này thì là 0.1 mon nha Tiếp tục g ala à a Cũng 146 luôn Chúng ta chia g ala A-la à 7.3 7.3 Chia 146 0.05 Rồi tiếp tục Cái đoạn kia bếp tiết g ala van Kali ala van là 6 phớt 125 bấm máy tính thôi 6 125 chúng ta chia cho Kali là 75 ala là 89 van là 117 cộng chúng ta trừ ra nước ra trừ hai nước là 36 vì mon của nó là 0 025 rồi, tiếp theo. À một thằng van nữa, một bạn này hơi khó nha. Galy là 1 875, chúng ta chia cho 75. Bon của nó là 0 025 luôn. Tiếp theo một thằng van nữa, một van. 8 775, chúng ta chia cho 117 rồi 0,075 còn hai thằng ẩn số nữa hai thằng đó là thằng la alavan và ala được chưa alavan và ala bây giờ người ta hỏi tổng hàng này là bao nhiêu nè đó rồi sau khi người ta cắt như thế này nè người ta cắt ra đoạn như thế này thì nhiệm vụ chúng ta có còn ít là gì ít là thằng tê cha nghe ít là tê cha bây giờ chúng ta gáp đoạn nè chúng ta sẽ lựa cái đoạn dài nhất chúng ta gáp nha chúng ta sẽ nói đo đoạn dài nhất là gly nè đàn đoạn này nè gali ala van à chúng ta có đoạn này, chắc chắn phải có đoạn này gali la van nhiệm vụ chúng ta gắn thêm thằng nữa thằng đầu hay cuối nè coi coi thằng van nó gắn như nào van gắn với ala ala van ala van có nè được chưa gali ala gali gali ala nghe vậy hiện tại chúng ta sẽ có là gali gali ala thôi chúng ta chưa có ala gali à, chúng ta có Galila nè được ra vậy chúng ta thiếu Ala Gali vậy là chắc chắn là thằng Ala nằm ở đây à, tại vì khi cắt này chúng ta có là Ala Gali nè vậy chúng ta tìm được ít rồi nè ít lần này được ra tìm được ít Ala Gali Ala ba rồi bây giờ tương tự chúng ta làm bảo toàn tương tự nha bảo toàn tương tự rồi nhìn lên đây chúng ta bảo toàn Gali nha. nha bảo toàn Gali Tại chúng ta thấy có gửi ở đây, có gửi ở đây Có gửi ở đây, có gửi ở đây, gửi có chưa nè, bên đây chưa có nè Rồi bảo toàn gửi Vậy là chúng ta, ở đây có một gửi nè Vậy là mon của x sẽ bằng Ở đây có một gửi nè, 0.1 nè Cộng 0.05 nè, có một gửi nè Cái này có một gửi nè, 0.025 nè Tiếp tục ở đây có một gửi nè, 0.025 nè Hết rồi, vậy là mon x sẽ bằng cộng với lại lại à, sẽ bằng à, 0.2 này 0.5 rồi 0.2 vậy là mon x bằng 0.2 mon à, vậy sau khi bảo toàn chúng ta được này 0.2 mon nè rồi mọi chuyện nó đơn giản lại đó nhiệm vụ chúng ta tìm hang này à, vậy tiếp theo chúng ta bảo toàn à, bảo toàn van đây tại van nó dính đây nè à, bảo toàn van van ở đây nó có một van nè vậy là 0.2 nè bằng bây giờ kiếm nè đây đây có một quan nè đây bằng 0,025 025 không hai nè cộng đây có một van nè không 075 không bảy nè cộng mon này này có một quan vậy bằng mon của alavan alavan gọi vậy chúng ta suy được mon của alavan này nè mon của alavan uh... Cái này là coi như là không 1 một vậy là bằng không 1 một nha chúng ta nhảnh được không 1 một rồi vậy chúng ta có cái này không 1 một rồi nè rồi thằng cuối cùng cuối cùng chúng ta bảo toàn ala tại vì về tỷ giờ chưa xài bảo A la bảo toàn ala bảo toàn ala rồi nhìn đây ala đây có hai nè vậy là không 4 tư nè không 2 hai nhân hai không 4 tư bằng ala đây có một nè bằng không 1 một cộng ở đây có một nữa nè

89 cộng 117 trừ 18 chúng ta nhân cho 0,1 sau đó cộng cho 0,125 nhân cho 89 rồi đáp số sẽ là 29,925 29,925 coi có đáp số nha 29, đây có đáp số còn đây. Rồi còn nhiều bài giảm bài tập nữa nha Còn nhiều bài tập ta từ từ dễ đến khó ở đây À, thì em nào muốn nhận tài liệu tự học nhớ nghe nhận tài liệu tự học nghe thì trong phần bài giải có bài giải hết trong phần bài giải có bài giải chúng ta hết à, nhận tài liệu thì liên hệ thầy nha đặc biệt được thầy trợ giúp nha rồi thầy kết thúc video này tại đây nha